Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay cũng là hết một ngày rồi các bạn. Bây giờ cùng mình đi kiểm đếm lại tiền, gọi là tiền lẻ thôi nha các bạn. Đi kiểm đếm lại cái số tiền lẻ trong ngày xem là nó được bao nhiêu nha các bạn. Ok, bây giờ cùng mình chiêm ngưỡng một số tiền lẻ mình bán được trong ngày nha các bạn. Ok các bạn, và đây là cái số tiền lẻ 1, 2.000, 10.000, 5.000, và là hiện tại đang còn rất là nhiều các bạn. Đợt này tiền lẻ khá là nhiều các bạn. Ôi trời, đây là cục cưng nhà mình nha các bạn. Đấy, cục cưng nhà mình 3 tháng 4, gần 4 tháng tuổi rồi đấy các bạn. Đánh còn giảm chứ, dạy ra. Ok các bạn, thì cứ mỗi cuối ngày thì mình lại kiếm cái gọi là sắp xếp lại cái tiền lẻ nha các bạn. Tiền chẵn thì mình để trong túi kia rồi, thì còn đây là cái số tiền lẻ thì sẽ kiểm kê và sắp xếp lại, có thể sử dụng để trả bớt cho nhân viên giao hàng nha các bạn. Còn nếu mà không cần dùng đến thì các bạn có thể tích lại để các bạn sử dụng trong cái dịp Tết, để khỏi phải đi đổi tiền lẻ nha các bạn. Các cái tiền lẻ này cũng khá là cần thiết khi mà các bạn sử dụng vào các cái dịp Tết nha các bạn. Thì ui à, gái ơi, thì các bạn sẽ phải sử dụng rất là nhiều tiền lẻ trong dịp Tết, thì các bạn cứ mỗi ngày các bạn để dành lại một chút nha các bạn. Nhất là cái tiền 10.000 này, tiền 5.000 thì rất là cần trong cái đợt bán hàng của dịp Tết. Thì bây giờ thì cũng đã là tháng 5 rồi các bạn, còn có 7 tháng à, còn 6-7 tháng nữa thôi là lại đến một cái Tết nữa rồi. Thì các bạn có thể kiểm kê, sắp xếp lại cái đống tiền này, cũng như là để dành dụm một ít để sử dụng vào cái mục đích cuối năm nha các bạn. Ok, thì đây là đang thuê một nhân viên chuyên sắp xếp tiền lẻ cuối ngày để có thể sắp xếp được cái đống tiền lẻ này. Rất là nhiều các bạn ấy, nhìn này, nó tiền lẻ nó gọi là ba la là bát ngát luôn. Đấy, nó có cả tiền chẵn này các bạn này, đang còn sót vài tờ. Đó, rất là nhiều, nguyên một rổ luôn các bạn. Đó, 1.000, 2.000. Và rất là nhiều. Ồ. Ok các bạn. Thì bây giờ là bỏ tiền theo xin sắp tiền rồi, thì bây giờ là ngồi chơi với con gái tí nữa các bạn. Đây là cục cưng nhà mình. À đấy, cục cưng chào các cô chú đi con. Và cô chú đăng ký kênh giúp bố cháu đi nào. Cưng ai nhỉ? Cô chú đăng ký kênh giúp bố cháu đi ạ. Bố cháu cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn. Nào, bye bye cô chú đi con. Bye bye cô chú.